Rồi chế thức ăn unicorn vào nha. Chị Kim Bơ chào tất cả các em ơi, ngày hôm qua đó chị Kim Bơ có chơi Orbi và các em nói với chị đó chính là ở bên Việt Nam gọi Orbi là hạt nở, cho nên bây giờ chị đã biết rồi và các em rất là thích món đồ chơi đó, chị cũng rất là thích luôn, cho nên là chắc chắn chị sẽ mua thêm về để chúng ta sưu tập có nhiều nhân vật dễ thương khác ở trong món đồ chơi Orbi đó nữa ha. Mà những em nào mà chưa có xem cái món đồ chơi Orbi đó thì các em đừng quên vào trong channel của chị Gamer để xem nha. Ngày hôm nay thì chị có một món đồ chơi nữa có liên quan tới slime rất là đẹp luôn. Ta-da! Các em ơi, đây là một cái giống như là hình như là một cái bộ kit làm slime gì đó. Nó có tên gọi là Poopsie, có nghĩa là như là phân á các em, nhưng mà gọi Poopsie thì nghe nó dễ thương hơn. Và cái này thì chị Kimber mua ở Target, cho nên những em nào mà ở Mỹ thì có thể mua ở Target nha. Còn ở Việt Nam thì chị không biết có bán hay không. Nếu em nào biết thì nhớ chỉ cho các bạn với. Trước khi chúng ta xem cái đồ chơi này thì những em nào mà chưa là thành viên của đại gia đình Kimber thì các em đừng quên bấm nút đăng ký để trở thành Lee Kimber thế hơn. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cái video này thôi. Các em ơi, cái hộp này nó rất là đẹp luôn, làm chị Kimber tưởng tượng giống như là một cái hộp bánh gì đó, rất là màu sắc luôn. Bây giờ chúng ta hãy xem ở bên ngoài nó như thế nào nha. Cái hộp rất là đẹp luôn ha, các em nhìn giống như là hộp sữa vậy đó. Ở trên này nó có ghi là Make Unicorn Poop, có nghĩa là làm Poop Unicorn kỳ lân đó. Và cái này nó có tên gọi là Poopsie, là phân mà ghi nó dễ thương hơn. Còn ở chỗ này là một cái slime ngạc nhiên. Wow, có rất là nhiều hình luôn này các em. Hình này hình gì nhỉ? Hình slime mà poop có màu hồng. Còn cái này cũng là poop luôn, nhưng mà nhìn giống trái thơm quá hả các em, trái khóm đó. Còn cái hình này là hình poop nhưng mà giống như là panda gì đó. Có một cái cầu vồng ở trên này. Wow, rất là đẹp luôn. Và người ta kêu mình gỡ ra ở đây nè các em. Các em ơi, ở chỗ này nó có ghi là chúng ta bước thứ nhất là chúng ta sẽ làm slime. Bước thứ hai là chúng ta sẽ cho phép thuật vào. Cho phép thuật vào nghe lão quá ha các em. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ sưu tập những cái slime dễ thương này. Ok, bây giờ chị Kimber sẽ mở ra thôi. Hôm nay chị Kimber đang quay ở trong phòng khác, tại vì ở ngoài kia mẹ chị Kimber đang nghe nhạc rất là lớn luôn. Cái này không phải cái hộp các em. Wow, đẹp quá. Các em ơi, trên này màu trắng, cho nên không biết các em có thấy rõ hay không, nhưng mà chúng ta có một cái bé kỳ lân rất là dễ thương luôn, đang ngồi trên nắm mây nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mở ra ở chỗ này. Wow, cái gì đây? Cái này nó có ghi là unicorn food, có nghĩa là thức ăn của unicorn. Tiếp theo đó chính là unicorn magic, có nghĩa là phép thuật của unicorn. Wow, cái màu nó trang trí rất là đẹp luôn các em, từ màu đỏ đỏ cho tới hồng hồng, tím và xanh, và từ từ tới màu xanh lá cây. Wow, cái gì đây? cái này đó chính là mùi hương đó các em. Một mùi hương ngạc nhiên, người ta ghi là surprise, chứ người ta không có ghi là mùi dâu hay mùi gì cả. Nên là chúng ta sẽ mở ra xem mùi gì ha. Wow, cái gì nữa đây? Cái này nó ghi là magic spoon, có nghĩa là cái muỗng thần kỳ. Wow, rất là đẹp luôn các em, nhìn nè. Chúng ta có tất cả là 4 món. Một cái muỗng, một cái tạo mùi hương, một cái unicorn magic và một cái unicorn food. Chị Kimber định nói unicorn poop. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở cái hộp này ra nha. Mở trên này được các em. Chị Kimber thấy có nhiều bao lắm. Có tất cả là 3 bao luôn á các em. Không biết ở trong này có gì ha. Bao này rất là to luôn. Còn cái bao nhỏ nữa. Và có hai miếng giấy, thì chúng ta hãy xem. Chắc là cái này là hướng dẫn sử dụng, chị Kimber sẽ coi miếng này trước, tại miếng này có nhiều màu sắc đẹp quá.
là chúng ta có thể sưu tập những cái set khác nhau. Đây này các em, những cái set khác nhau. Ở đây chúng ta có một cái set giống như là bình sữa sô-cô-la, ở bình sữa chocolate. Ở bên này là giống như là nước uống Starbucks gì đó. Còn cái này như mật ong hả các em? Khi mà để vào màn hình nó ngược lại cho nên chị Kimber không có thấy chữ. Còn ở dưới này chúng ta có những cái set đồ ăn vặt nè. Ví dụ như là Panda Express, cho nên có một cái em panda. Ở bên đây là Pepsi. Còn ở bên này là Queen Doodoo. Có một cái nước uống mà White Castle đó các em, là lâu đài màu trắng đó. Một cái tiệm ăn, một cái tiệm thức ăn nhanh ở bên Mỹ nè. Còn cái này nhìn giống như là McDonald's gì đó. Nói chung là thức ăn nhanh. Còn những cái set ở bên này nữa nè các em. Những cái set bên này là nước uống, ví dụ như là nước dừa nè, nước thơm nè. Nói chung những cái nước khác nhau, nhìn rất là dễ thương luôn hả các em. Các em thích mở ra được cái nào, chị Kimber để xem nha. Còn cái set ở dưới này thì có tên gọi là Disco Doodles. Và ở dưới này thì nó có một giống như là một cái lọ nước hoa Chanel vậy nè. Và cũng có nước uống nữa. Ok em ơi, khi mà chúng ta mở ra mà cái trang trí slime đó, nếu mà nó là shimmer thì nó bình thường thôi. Còn nếu mà nó là metallic thì nó rất là rare luôn. Nó rất là hiếm á các em. Còn mà nếu mà nó sparkle thì nó siêu hiếm luôn. Còn ở bên này thì cái mùi hương, chúng ta có những mùi hương khác nhau. Ví dụ như là cinnamon roll nè, mùi cam, mùi chocolate, mùi gì ta, dưa, chuối, táo, hamburger, đủ thứ hết luôn. Nhưng mà chị Kimber muốn cái mùi cotton candy hay là cái mùi bánh kem sinh nhật nè. Wow các em ơi, cái set nào chị Kimber cũng thích hết. Nếu mà chơi vui và chị Kimber thích thì chị sẽ mua thêm nữa về để chúng ta sưu tập nha. Giống như là cái Orbeez ngày hôm qua đó, chị Kimber sẽ mua thêm về. Ok, bây giờ chúng ta hãy mở những cái bao này ra, xong rồi chị Kimber sẽ làm slime. Chị đang ngồi ở trước cửa sổ cho nó sáng, cho nên có khi nó sáng quá. Yay! Chị Kimber được một cái panda. Yay, một em panda rất là dễ thương nè các em. Đây là một cái keychain, chúng ta có thể làm một cái chìa khóa nè. Panda có hình phút, hình phân á. Wow, ở dưới này chúng ta còn có một cái nắp mở ra nữa để đựng slime á các em. Wow, thích quá đi. Cái này nếu mà chúng ta cho slime vào, gắn vào trong đồ dùng học tập á thì có thể đem slime vào lớp học luôn. Ok, cái bao tiếp theo nha. Bao tiếp theo là một cái ly, chắc là cái ly này để đông nước, để lên để chúng ta làm slime. Cái bao to nhất nè. Đây là một cái ly Panda Express. Panda Express là một cái tiệm ăn, tiệm thức ăn tàu á các em. Nhưng mà nó rất là an toàn nha, không phải là thức ăn Trung Quốc như là ở Trung Quốc hay là ở Việt Nam. Tại vì ở đây thức ăn rất là an toàn á các em. Đó, rất là dễ thương nè các em. Chị Kimber sợ các em ăn đồ ăn ở cổng trường hay là những cái quán ăn không được hợp vệ sinh á. Các em nhớ cẩn thận nha. Ô, còn cái này là mùi hương nè. Wow, cái mùi hương mà nó cũng có hình unicorn nữa nè. Mùi hương mà cũng có cái hình cái sừng unicorn, rất là dễ thương luôn. Wow, thơm quá. Các em ơi, tự nhiên chị Kimber quên cái mùi này mùi gì luôn à. Mà nó thơm quá. Cái mùi kẹo gì đó, mà chị không nhớ kẹo gì nữa. Thơm mà giống như là nó muốn xuống cổ của mình luôn á các em. Thơm ngon như vậy đó. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu làm nha. Quên đọc hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái nắp này ra và chuẩn bị cho nước vào. Cho tới đây nè các em. Chúng ta sẽ cho 2 ly nha. 1 nè. Rồi 2 ly. Tiếp theo chúng ta sẽ cho 5 giọt mùi hương. Chị siêu thích cái mùi hương này luôn đó, nó rất là thơm luôn. 5 giọt nha. 1, 2, 3, 4, 5.
Wow, thơm quá, thơm ngào ngạt luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái unicorn food vào. Đây chính là thức ăn unicorn. Rồi chế thức ăn unicorn vào nha. Wow, công nhận cái mùi này nó thơm, thiệt là thơm luôn á kèm. Dùng cái muỗng này để khuấy lên. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đậy nắp lại. Bây giờ chúng ta sẽ lắp 1 phút nha. Ok, bây giờ chúng ta phải đợi 10 phút nha các em. Yeah, 10 phút trôi qua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra để xem slam nó như thế nào nha. Wow, nó đông cứng lại luôn này các em. Cái muỗng đâu rồi? Wow, ngon quá. Thơm quá trời thơm luôn. Wow, slam kỳ lạ. Wow, các em nhìn xem nè, slam này ngộ quá à. Slam này ngộ quá ha các em. Để chị Kimber chơi thử coi nó có sticky không. Nó hơi hơi thôi. Giống như slime chúng ta mua ở cổng trường vậy đó các em, chứ không phải là slime ở nhà làm. Ok, và một cái cuối cùng đó chính là unicorn magic. Cái này là phép thuật unicorn, không biết phép thuật nó sẽ như thế nào đây. Chúng ta sẽ cho phép thuật vào. Ok, bây giờ chị Kimber sẽ mix nhé. Wow, bây giờ cái slime của chúng ta nó không có còn giống như là trong nữa mà nó như thế này nè. Mấy kem kìa, mấy kem muốn ăn slime hả? Như con phúc hả? Chắc là mấy kem không thích mùi này rồi, tại vì nó rất là nặng luôn á kem. Người ta ghi là cho 5 giọt nhưng mà chị nghĩ là cho 2-3 giọt thôi là vừa rồi. Các em thấy như thế nào, nó có đẹp hay không? Và cái này hình như là metallic hay các em, chứ không phải là cái super rare hồi nãy chúng ta xem. Trời ơi, với các em làm đổ đồ của chị nữa rồi. Ta-da, vậy là chúng ta đã xong rồi. Và bước cuối cùng là chơi slime. Các em thấy cái chất slime này nó như thế nào? Chị thấy nó hơi hơi giống như là butter slime gì đó, chứ nó không có dạng như là clicky. Khi mà chúng ta spread ra thì nó giống như là butter slime. Rồi để chị thử cho vào trong cái keychain này nhé. Khó quá à. Hình như là quá nhiều hết các em. Chúng ta sẽ lấy ra bớt. Rồi đậy lại nha. Yeah, đã quá các em. Chúng ta có thể đem cái keychain này đi học. Khi mà chúng ta cảm thấy căng thẳng quá thì có thể lấy slime ra chơi một tí ha. Còn phần còn lại thì chúng ta cũng có thể bỏ vào trong cái ly này. Cho cái muỗng vào luôn. Wow, đẹp quá đi. Các em ơi, các em có thích cái đồ chơi này hay không? Chị Kimber thì rất là thích luôn. Nếu mà các em muốn chị Kimber mua thêm về chơi để chúng ta có thể sưu tập nhiều cái hình khác nhau nữa thì các em đừng quên để dưới bình luận cho chị biết nha. Và đừng quên cho video này một like thật to. Hẹn gặp lại các em vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày. Yêu các em rất nhiều. Bye bye.